và thầy tin làm tuổi trẻ ngoài kia đủ sức sáng tạo để mà tạo cái nhịp cầu thông cảm này giữa bố mẹ và con cái chính chúng ta phải lên đường để chữa lành cho chính chúng ta và chữa lành cho bố mẹ chúng ta tại vì bố mẹ chúng ta cũng cần chữa lành nữa chứ không phải chỉ chúng ta đâu để cho cái nỗi khổ đau của họ đã giảm bớt hoặc là được hóa giải thì họ sẽ không còn những cái cơn xung động mà không kiểm soát được nữa và phải thương rằng chúng ta còn ba bốn chục năm năm sáu chục năm trước mặt để cho chúng ta hóa giải và thay đổi bố mẹ chúng ta không còn bao nhiêu thời gian bao nhiêu để mà họ thay đổi và họ có thể đi đến cái chết gần cái chết mà sự thay đổi không còn thời gian để mà thực hiện thì cái khổ đau của bước vào cái thế giới bên kia hay những cái giây phút cận tử đối với họ là như nặng nề như thế nào Xin chào các bạn, mình là Kira Ngô và chúng mình lại trở lại với số tiếp theo của series Society rồi đây Và trong series Society thì mình sẽ có cơ hội để nói chuyện với rất nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu cũng như là nhà thực hành trong các lĩnh vực khoa học xã hội khác nhau cũng như là xã hội và nhân văn để cùng nói về rất nhiều các vấn đề trong xã hội Việt Nam đương thời mà các bạn trẻ chúng mình còn đang gặp phải và cả những cái vấn đề trong bản thân cá nhân chúng mình nữa Và chủ đề ngày hôm nay của chúng mình đó chính là tổn thương tâm lý, những nỗi đau xuất phát từ gia đình. Và để trao đổi về chủ đề này với chúng mình thì không có ai phù hợp hơn ngoài tiến sĩ Lê Nguyên Phương và nếu như các bạn đã theo dõi các podcast trước đây mà Spider Room từng sản xuất thì chắc chắn là các bạn đã rất là quen với thầy thầy Phương chúng mình hay gọi là thầy Phương mà có người còn gọi là đại ca Phương nữa <laughs> và những cái chia sẻ cực kỳ thú vị của thầy và thầy là một nhà tâm lý học cũng như là nhà giáo dục học với gần 30 năm kinh nghiệm làm việc ở cả tại Việt Nam và Hoa Kỳ Vâng, à, em chào thầy Phương ạ Và à, không biết là hôm nay khi okay, right. Dạ, hôm nay không biết nghe tới chủ đề là chấn thương tâm lý Thì thầy có những cái suy nghĩ và có những cảm xúc gì ạ? Mặc dù không dám tự nhận một cái chuyên gia à, chuyên về chấn thương tâm lý Nhưng mà rõ ràng á, trong nhiều năm qua làm việc tại Việt Nam Thì đặc biệt là 4 năm nay ở Việt Nam Thì cái đề tài mà à, ta... Thôi thì cũng gọi là thầy đi với em cũng như với quý khán thính giả của cái chương trình Soul Society như thế này tạm gọi thầy đi. thì thầy vẫn quan tâm về đề tài chấn thương lý do là tại vì người Việt Nam trải qua hai cái cuộc chiến tranh à, sự chuyển đổi về văn hóa từ một cái nền văn hóa khép kín và khá bảo thủ đến một cái nền văn hóa tương đối cởi mở và những cái ảnh hưởng à, du nhập từ cái thế từ những cái quốc gia bên ngoài khi mà chúng ta hội nhập thế giới nó làm cho chúng ta thấy có những cái sự đứt gãy trong mỗi gia đình trong mỗi dòng họ vân vân thì và dĩ nhiên cả những khó khăn về kinh tế bố mẹ của chúng ta và thế hệ của chúng ta để đi qua những cái giai đoạn đó cho nên ít nhiều trong đời sống của chúng ta đều có những cái chấn thương phải kể đến đó là chưa nói tới cái khái niệm chấn thương nếu thời xưa nó chỉ phát xuất từ cái từ shell shock tức là những cái chiến binh của đề nhị thế đệ nhất thế chiến đó khi họ từ chiến tranh về và họ bị nghĩa là chấn động bởi uh, đại bác chẳng hạn thì người ta chỉ nghĩ đó là một tình trạng sót phản vệ của ở đại bác mà thôi nhưng mà sau này thì từ đại nhị thế chiến và đặc biệt là từ cái chiến tranh của việt nam á, chúng ta có thêm khái niệm ptsd tức là căng thẳng hậu chấn thương tâm lý rồi gần đây nữa thì có những cái nghiên cứu về chấn thương phức tạp complex trauma hay là chấn thương phát triển development trauma thì cái hiện tượng trauma chấn thương tâm lý càng ngày càng được nghiên cứu nhiều hơn thì rõ ràng người Việt Nam chúng ta không ít thì nhiều mỗi người đều có những cái chấn thương tâm lý và đó là một đề tài tôi thực sự quan tâm và nghiên cứu và đặc biệt là muốn chia sẻ với mọi người để mọi người ý thức cái chuyện đó và chữa lành đi tìm, tìm kiếm cái phương tiện chữa lành cho mình hay tự chính chữa lành cho chính mình Vâng em cảm ơn thầy. Và qua những cái chia sẻ của thầy thì chúng mình vừa tìm hiểu được khá nhiều về định nghĩa từ chấn thương tâm lý cũng như là một số đặc điểm về nguồn gốc của chấn thương tâm lý trong cái bối cảnh Việt Nam hiện đại. Và em nghĩ là để tìm hiểu sâu hơn về chấn thương tâm lý trong bối cảnh gia đình thì có lẽ là mình đang nói đến khái niệm chấn thương tâm lý phức tạp complex trauma đúng không ạ? Vâng, có thể nói là complex trauma. À, như chúng ta biết đầu tiên trauma đó chấn thương tâm lý nó được xếp chung vào những cái khuynh hướng rối loạn về căng thẳng. Cho nên khi có những cái căng thẳng mà nạn nhân không thể giải quyết được trực tiếp, kéo dài, dai dẳng những cái mà người ta gọi là chronic trauma ừ. đó thì nó nguy cơ để dẫn đến những cái chấn thương tâm lý. Nhưng mà nó không chỉ giới hạn ở đó mà nó còn trong gia đình các nạn nhân còn có thể gặp nguy cơ về vấn đề ptsd ừ. chẳng hạn như là nạn xâm hại tình dục chẳng hạn mỗi ừ. lần một thí dụ như một lần bị cưỡng dâm đó chính là những cái trauma mà để lại những cái hậu quả dẫn tới cái rối loạn mà chúng ta gọi là rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý chứ không phải chỉ thuần túy là developmental trauma tức là chấn thương phát triển hay là chấn thương phức tạp À, ừ. dạ. Em thấy thầy vừa nhắc đến những cái sự kiện cụ thể mà mình nghe đến thôi là mình đã thấy, mình đã thấy rất là đau đớn rồi. Ví dụ như là bị uh -huh. cưỡng hiếp chẳng hạn. Uh -huh. Vậy đối với những cái sự kiện mà nó diễn ra hàng ngày, nó cứ trồng lấp từ ngày này qua ngày khác trong bối cảnh gia đình thì sao ạ? Trước khi đi nói về những cái vấn đề trong gia đình thì có lại chúng ta nên định nghĩa một chút về chấn thương tâm lý là gì. Dạ thì uh, chấn thương tâm lý có thể được định nghĩa vắn tắt là một cái biến cố ở bên ngoài xảy ra cho một người mà vượt quá sức chịu đựng sự trưởng thành sự chịu đựng khả năng chịu đựng này nó cấu thành từ sự trưởng thành cũng như khung nhận thức của người đó tức là nó có hai chiều bất cứ chấn thương nào để nó trở thành một cái chấn thương tâm lý đó một khủng hoảng nào trở thành chấn thương tâm lý đó nó phải có hai chiều là người nhận và cái môi trường bên ngoài ừ. tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là đổ lỗi cho người nhận tại vì có những cái trường hợp nó quá lớn thích dùng một cái đứa bé mà quá tin tưởng vào bố mẹ của mình thương yêu đối với trong hình ảnh trong ánh mắt của đứa bé đó thì bố mẹ nó giống như những người khổng lồ em cứ tưởng tượng chiều cao sự khác biệt thân thể giọng nói vân vân rồi vậy và nó đặt cái tin yêu hết sức vào bố mẹ và bây giờ nó bị bố mẹ nghĩa là hành hung bạo hành thậm chí xung xâm hại tình dục nữa thì quả thật điều đó rất là kinh khiếp còn trong cái đời sống hàng ngày ngay khi chúng ta đã trưởng thành rồi nhưng mà chiến tranh cưỡng hiếp cái chết bạo lực à, hay là những hành vi tra tấn chẳng hạn thì nó đều vượt quá cái sức chịu đựng của con người cho nên không kể là chúng ta có trưởng thành hay là hệ thần kinh của chúng ta có chín tới đâu đi nữa thì chúng ta vẫn bị chấn thương tâm lý bởi những cái chuyện đó xảy ra không biết thầy biết tới khái niệm chấn thương tâm lý này năm bao nhiêu tuổi và khi biết đến cái khái niệm này thì thầy có nhìn thấy cái bản thân mình ở trong đó không ạ? Câu hỏi này có vẻ hơi riêng tư một chút nhưng mà đối với các bạn trẻ chia sẻ với các bạn cũng là cái điều tôi mong muốn để các bạn thấy tôi trong các bạn cũng như là các bạn trong hình ảnh của những người lớn à, ít nhất là trên đất nước này đã ăn và đã trải qua những cái điều gì Tôi biết về khái niệm là căng thẳng hậu chấn thương tâm lý thì cũng khá sớm. Ít nhất là sau cái cuộc chiến Việt Nam với những cái sách báo nó tương đối rất là giới hạn thì mình đã nghe về PTSD, ừ. tức là cái rối loạn căng thẳng hậu chốt, chấn thương tâm lý. Nhưng mà cái khái niệm mà chấn thương phức tạp thì có lẽ phải chờ đến khi tôi học về somatic experiencing, tức là trường phái thân nghiệm một cái liệu pháp tâm lý chuyên đặc trị chữa những cái chấn thương trong đó có chấn thương phát triển và chấn thương phức tạp thì những cái ý tưởng này mới trở nên sâu sắc hơn đối với tôi và lý do là tại sao tôi đi học <laughs> điều trị cái liệu pháp chấn thân nghiệm là tại vì tôi được giới thiệu tới một bà giảng viên của chương trình đó để điều trị bà ta đồng thời là một chuyên viên tâm lý được điều trị và trong cái tiến trình điều trị thì tôi dần thấy những cái nỗi vấn đề của tôi. Vấn đề của thầy là nó phát xuất từ những cái chấn thương thuở thiếu thời. Nó thật sự nó ngay bắt đầu từ cái là cái lần tham vấn đầu tiên còn nhớ là lần tham vấn miễn phí tại Đại học Cal State Fullerton. Một thời gian dài thầy bị cái vấn đề anger tức vấn đề tức giận mà không kiểm soát được. Và nó làm tổn thương rất nhiều cái quan hệ của mình đối với những người Trung Quốc Mình không hiểu tại sao vào Kỳ đó thì có được Trong mỗi trường đại học bên Mỹ Nó có cho sinh viên Độ chừng vài năm ừ. sáu cái session Tức là buổi tham vấn hoàn toàn miễn phí Thì thầy liền tận dụng buổi đó để đi tham vấn Thì nó mới lòi ra trong một cái buổi Kể chuyện này với các bạn Là trong một cái buổi tham vấn như vậy Một ông già 35 tuổi Lúc đó đi học lại ở Mỹ Đi học ngay từ năm đại học đầu tiên một ông già 35 tuổi trong phòng tham vấn chạy nước mắt ràng rủa, bật khóc chạy nước mắt ràng rủa. Khi nhớ lại một cái hình ảnh một cái thằng nhỏ 10 tuổi đứng bên cạnh ông bố của mình trong một cái buổi gia đình đang họp mặt. Đang bàn chuyện rất là sôi nổi, bỗng nhiên ông bố quay lại nhìn thằng nhỏ 10 tuổi và nói rằng là tội nghiệp thằng Phương. Lâu nay mình không ngó ngàng gì đến nó cả. Và thằng nhỏ trong 10 tuổi trong cái câu ký ức đó khóc tu tu khi được ông bố kéo lại gần và bồng bỏ đặt lên đùi thì ông già 35 tuổi bao nhiêu 25 năm sau trong phòng tham vấn của đại học cao say Fullerton cũng khóc như vậy và cái đó sau này mình mới biết cái đó là emotional neglect sự phó mặt về cảm xúc ừ. khi nhận đứa trại không phải chỉ vấn đề bạo hành nữa mà khi bạo hành mình có thể nói là cái chiều dương để mà thêm vào còn ở đây chịu âm là cái thiếu thốn đứa trẻ thiếu thốn, thiếu thốn cái sự chú tâm tới những cái cảm xúc của nó. Thậm chí không ngó ngàng tới nó chỉ thấy cho nó quần quần áo đẹp nghĩ là đủ rồi. Nó không, không đủ đối với những đứa trẻ. Đứa trẻ có thể sống hoàn toàn trong đói nghèo nhưng được thương yêu. Và thương yêu thì cực kỳ đơn giản nó chỉ là chú tâm Năm phút cho đứa trẻ nó kể một cái chuyện gì đó Nắm tay nó, vuốt đầu nó, ôm nó vào lòng chỉ về thôi Không tốn kém Không nhất thiết phải có tiền mua iPad <laughs> Hay là những thứ quà xa xỉ cho đứa trẻ Và khi về Việt Nam thì quả thật thì Thầy thấy rất nhiều đứa trẻ Rất nhiều bạn trẻ Kể cả những bạn trẻ đang đi học trong những cái trường Mà tốn 30 triệu đồng <laughs> À xin lỗi ba chục ngàn đô chứ ba chục triệu đồng thì nhầm nhòi gì ba chục ngàn đô một năm. Tất cả những trường ở Sài Gòn hay là ở Hà Nội như thế này. Nhưng mà đó là những cái đứa trẻ mà không ai ngó ngàng tới cảm xúc của nó cả. Và thật là, nói chung là cái vô mình. Ừ. Em để thầy có nhắc đến đấy là một là ngoài những cái yếu tố thêm vào tức là ừ. bạo hành hoặc ừ. là xâm, uh, xâm hại, đang, đang. còn có những cả cái yếu tố là mình mất đi nữa. Ừ. Nhưng mà em thấy là như thầy nói ban đầu ấy là hiện tại thì Việt Nam thay đổi rất là nhanh và bản thân bọn em là người trẻ bọn em cũng tiếp nhận được rất là nhiều những cái quan điểm và những cái lối sống khác nhau gây nên những cái mâu thuẫn những cái bất hòa uh -huh. giữa bọn em và bố mẹ đấy là cái thứ nhất và cái thứ hai là em thấy em không biết bố mẹ của mọi người như nào nhưng mà uh, đặc biệt là các bạn ở miền Nam nhưng mà đối với các phụ huynh ở miền Bắc thì từ thời anh em đến thời của em các bố mẹ đều rất là bận uh -huh. và hiếm khi có thời gian hiếm khi có bố mẹ hiếm khi có gia đình nào mà thật sự bố mẹ như thầy nói là ngồi chia sẻ này rồi có khi học bài cùng con, lắng nghe con, nó rất là hiếm. Thì không biết là ở cái ngưỡng nào hoặc ở mức độ nào thì việc bạo hành hoặc là việc mặc kệ, bỏ mặc phó mặc trẻ em nó trở thành một cái nguyên nhân dẫn đến chấn thương tâm lý đó. Rõ ràng là trong những cái thập niên vừa qua đặc biệt có hai giai đoạn là phát triển kinh tế tại Việt Nam và bố mẹ đã có điều kiện, đặc biệt là à. ở miền Bắc đã tận dụng và xây dựng sản nghiệp cho mình. Nhưng mà cũng chính sự bận biểu đó cũng đã làm cho họ thiếu thời gian đối với con. Đó là chưa kể cái việc là sự thay đổi nhanh quá trong xã hội với việc tiếp nhận họ những cái văn minh khác, đặc biệt là trong cái tiến trình hội nhập. Nhưng mà thấy cái đó là cái chuyện đương nhiên thôi chứ không phải là một cái hiện tượng dị thường hay là mình đổ lỗi cho cái vấn đề các này văn minh khác tại đó là cái xu hướng của toàn cầu thôi thì chúng ta thấy rằng đó cái sự cách biệt giữa hai thế hệ bao giờ cũng là một cái hiện thực về vấn đề tuổi tác thậm chí có nhiều bố mẹ đã quên đi là lúc trải mình đã sống mình đã yêu mình đã nghĩ mình đã cảm như thế nào để đến nỗi bây giờ thấy con cũng nghĩ cũng yêu cũng cảm cũng tưởng như vậy thì lại không thông hiểu và chối tận nó có xảy ra ở cái chỗ đó là khi một cái nền trẻ tiếp nhận một cái nền văn hóa khác một cái nền văn hóa đây mình không cứng nhắc để hiểu rằng văn hóa chỉ gói gọn trong cái viết tập tục hay là uh, phong cách nghi lễ này, này nọ của một cái quốc gia khác và văn hóa nó không chỉ về lệ thuộc vào vấn đề sắc tộc hay quốc gia Mà văn hóa còn có lệ thuộc vào vấn đề giai cấp, vấn đề khuyết tật, vấn đề giới tính này nọ vân vân nữa đó Thì rõ ràng là khi có sự chuyển đổi như vậy đó mà bố mẹ không chuyển đổi kịp, không học hỏi kịp Thì sẽ không đối thoại được với con cái Khi không đối thoại được thì sẽ không kết nối được Và không kết nối được thì dần dần nó sẽ lệch pha, <laughs> có sự khác biệt nhưng mà thực sự khác biệt có nhất thiết phải đến mâu thuẫn và xung đột hay là như em nói những cái cái bạo hành như vậy không? Thì tôi tin chắc, thầy tin chắc là không. Là tại vì nếu sự khác biệt mà chúng ta chấp nhận lẫn nhau, chúng ta đối thoại để chúng ta thông cảm. Để nhìn thấy đó, cái xã hội đó, nó vốn là rất là đa dạng, diversity. Và chúng ta cần phải hân hưởng, appreciate cũng như là ôm lấy nó bao dung lấy, tức là embrace cái diversity đó đó. Thì nó là điều tự nhiên Nhưng mà rất tiếc đó là cứ phải ta phải địch Cứ là bên Tao đúng mày sai Cứ là tao già hơn Trứng đòi khôn hơn rận Đại khái với những cái quan niệm như thế đó Thì nó dẫn tới Cái là khác biệt trở thành mâu thuẫn ừ. Và khi dùng quyền lực Để áp chế Thậm chí là bạo lực Để làm biện pháp Thì xung đột sẽ nảy sinh ừ. Cho nên khác biệt không nhất thiết khi các em khác biệt với bố mẹ điều đó không nhất thiết dẫn đến là xung đột hay là mâu thuẫn. Ừ. ừ. Cái vấn đề là cả hai bên sử dụng phương pháp gì để mà giải quyết cái mâu thuẫn đó được. thì đúng hơn. Ừ. Đúng, em thấy cái vấn đề này rất là khó bởi vì không phải ai cũng có cơ hội được quan sát một cái cách giải quyết mâu thuẫn dựa trên sự tôn trọng và bình đẳng. Ừ. Ví dụ như cá nhân em chẳng hạn, thì khi gia đình em gặp một vấn đề gì thì mọi người sẽ thường rất là tức giận, mọi người sẽ nói rất là lớn và mình sẽ đem đúng những cái thứ mình học được và mình lại đem nó vào những cái mối quan hệ với bố mẹ và sau này là đồng nghiệp nữa ừ. thì em nghĩ có lẽ đây sẽ phải là một bài học mà bọn em cần phải tự bước ra ngoài thế giới và tự quan sát những cái mẫu hình những cái mẫu giao tiếp mới để mình đem nó vào cuộc sống của mình chứ mình sẽ không ở đây và mình đổ lỗi cho bố mẹ được về cái khoản này um, thật sự đó ở một cái khía cạnh mà gọi là chúng ta cứ gọi là an ủi phủ dụ một bên đó, thì vâng. chúng ta sẽ nói rằng là không nên đổ lỗi cho bố mẹ vâng. <laughs> hoặc là nếu mà chúng ta về phe với con trẻ thì chúng ta nói không nên đổ lỗi và cố gắng thông cảm cho các em nhưng mà ở cách trung dung nhất đó, thì chúng ta thấy rằng như vậy là đó nếu người lớn tuổi tự nhận là thông minh hơn khôn ngoan hơn trưởng thành hơn kiến thức nhiều hơn đó thì đáng lẽ là họ phải khôn ngoan hơn cẩn trọng hơn trong việc giáo dục con cái và không dùng những cái biện pháp bạo lực tại vì khôn ngoan hơn mình có thể dùng nhiều phương pháp khác nhau việc gì phải cứ resort to violence tức là chỉ còn phương pháp duy nhất là bạo lực đúng không ạ nhưng ở đây vấn đề thầy muốn nhấn mạnh cái khía cạnh là tỉnh thức ý thức à. self-awareness tại vì sao tại vì đó chúng ta tại sao chúng ta tức giận cả bố mẹ lẫn à, con trẻ khi nói về vấn đề tức giận chúng ta phải chú ý đến là đây là những cái phản ứng mà nó nằm ngoài ý thức chỉ khi nào nó xuất hiện rồi thì chúng ta mới ý thức nó mà thôi và khi đó chúng ta để rơi vào những cái tập quán cũ sổ ra những lời nhức móc cay nghiệt với nhau cả từ có thể bố mẹ đối với con cái và con cái đến với bố mẹ tại sao như vậy điều thứ nhất rõ ràng chúng ta để để đã để cái sự tích lũy những cái mâu thuẫn và xung đột trong quá khứ mà chúng ta không giải quyết tới nơi tới chốt. nó giống như thường thầy ví, ví dụ nó giống như cái sinh à, cái trong cái chỗ rửa bát đó. mà mình nếu cứ để đồ dơ nó tích lũy dần dần thì nước nó sẽ tràn thôi thay vì vậy mỗi lần rửa chén xong nhớ chịu khó <laughs> giữa dọn dẹp cho nó sạch sẽ thông cho nó sạch sẽ thì như vậy những cái tích lũy đó vào nó sẽ dẫn tới những cái cơn, cơn bùng phát ngoài ra hệ thần kinh nó trở thành một cái neural pathway một cái lộ trình của những cái phát điện của những cái dây thần kinh tạm vậy nói vậy cho nó dễ hiểu thì đó nó, nó cũng sẽ dẫn tới cái việc là nó trở thành cái thói quen và mỗi lần nghe một âm thanh nghe một cái từ ngữ mà bố mẹ sử dụng hay là đứa con mình sử dụng là nó bị kích hoạt để giận dữ mà đôi khi cái giận dữ lại là cảm xúc thứ cấp secondary emotion mà cái sợ hãi là mới là cái primary emotion tức là cảm xúc sơ cấp nhiều khi con nó làm cái gì đó hay nghe việc nó làm cái gì đó bố mẹ quá sợ ừ. sợ tới cái an sinh của con cho nên Đúng. bùng phát thì lại không biết giải quyết cái cơn sợ đó mà lại biến nó thành thành dần dần vì những cái quan niệm khác nhau đó thể cái sự đan xen giữa cái khung nhận thức vào giữa hai cái cảm xúc và sinh ra cảm xúc thứ cấp là sự dần dần và cuối cùng khi phát ra rồi thì lại không có cái tỉnh thức không đủ tỉnh thức để thấy nó xuất hiện và không đủ cái tỉnh thức để mà hóa giải nó khi mà nó tan biến khi mà nó đã bùng phát wow. đó thì cuối cùng là rồi cả hai bên đều rơi vào một cái cơn lốc mà nó cứ lặp đi lặp lại như một cái vở kịch là hai bên tranh đấu nhau. Nếu um, nhà tâm lý học nổi tiếng về việc nghiên cứu những cái vở kịch mà vợ chồng hay rơi vào một cái script đó, vợ chồng hay rơi vào và gây mâu duy trì tiếp tục cái mối mâu thuẫn thì đó là nhà tâm lý học người Canada là Eric Burn trong cái lý thuyết mà transactional analysis thì tôi thầy nghĩ rằng thầy cũng mong muốn hy vọng có một ngày nào đó chúng ta sẽ nghiên cứu những cái pattern tức là những cái mô thức mà giữa bố mẹ và con cái cứ bên này mở miệng là bên kia là nói lại một câu là hai bên cuối cùng lại là cãi vã nhau rồi thì con thì vào <laughs> đóng cửa phòng khóc rứt hay là la hét rồi bỏ nhà ra đi mẹ thì có thể là silent treatment mất mấy ngày hay là nổi sùng rồi chửi bới miệt thị con cái tất cả đều gây tổn thương Vâng. Mà em thấy rất là đau lòng đó là nhiều khi những cái xung đột giữa bố mẹ và con cái nó chỉ xảy ra trong cái tuổi teenager. Mà nó có nguy cơ kéo dài đến suốt đời cuối cùng nhiều khi bố mẹ đã 7-80 tuổi thằng con hay là cô con gái đã tới 4-50 tuổi mà vẫn còn hụt hạt và mâu thuẫn với nhau chỉ vì những cái đã xảy ra thuở thiếu thời. Em thấy thầy nhắc khá nhiều đến sự tỉnh thức và đối với em thì em cảm giác là có thể sự tỉnh thức nó sẽ không giúp em giải quyết vấn đề với bố mẹ mình ngay lập tức nhưng đâu đấy nó sẽ cho em cái cơ hội để về sau em giả sử khi em có gia đình chẳng hạn hoặc là khi em có người yêu chẳng hạn ừ. thì mỗi lần mà mình chuẩn bị tức hay mình chuẩn bị cãi nhau về một ừ. vấn đề gì đấy thì mình có cơ hội để mình dừng lại một chút mình xem xem là à bây giờ mình có muốn đi lại cái vết xe đổ mà bố mẹ mình đã Giải ra đó từ trước kia hay không Hay là mình muốn đi một con đường nào khác Thì em thấy cái cụm từ là mình cần Phải tỉnh thức và mình cần phải để ý hơn Và thầy vừa chia sẻ nó rất là quan trọng khả năng và... tỉnh thức nó còn sâu sắc hơn Và trong cái cách em nói Không biết thầy có thể assume Giả định là em xem như Cái chuyện mâu thuẫn giữa bố mẹ và con cái Là đã rồi và không thể Giải quyết được chỉ có thể Chờ cho tới khi mình có con thì mình Sẽ không làm điều đó với nó hay không thầy hỏi ngược lại em có nghĩ rằng cái xung đột và mâu thuẫn giữa bố mẹ và con cái nếu nó đang xảy ra chỉ là chuyện đã rồi và không thể giải quyết được hay không em nghĩ là chắc chắn là nếu cả hai đều có một cái đều có ý thức và đều có mong muốn là mình muốn giải quyết thì chắc ừ. chắn là sẽ giải quyết được ừ. nhưng mà theo quan sát của em thì không phải gia đình nào cũng may mắn để có cơ hội là cả bố mẹ và cả con cái đều đồng ý là à ok đây là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải giải quyết và đôi khi bố mẹ sẽ nói là Đấy mày cãi, mày hư, bây giờ mày lớn rồi Thì mày lại định làm bố làm mẹ của tao à Đấy thì em thấy cái trường hợp đấy khá là nhiều Thế nên là em cũng muốn, bản thân em em cũng muốn đặt một cái kỳ vọng cho mình Nó không quá cao để tránh là mình phải thất vọng Nhưng ừ. đồng thời thì em sẽ vẫn cố gắng là tỉnh thức trong từng cái giao tiếp đối với bố mẹ Để ừ. mình cũng không À, như thầy vừa nói là mình không đóng đi đóng lại cái vở kịch, mình không uh -huh. cho họ cái cơ hội để họ đừng nhập vào cái vai để nữa mà bản thân uh -huh. mình phải bước ra khỏi cái vai đấy trước. Đúng rồi, phải bước vâng. ra khỏi cái vai đó trước mà nhiều khi chỉ cần im lặng vâng. một thời gian, có thể lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba chưa thấy bố mẹ thay đổi. Đến lần, vâng. lần thứ tư, thứ năm bố mẹ sẽ thay đổi. Vâng. Không thôi thì gửi bố mẹ đi học khóa làm cha mẹ <laughs> Vâng, nhưng mà đúng là em thấy khi nhắc đến những vấn đề về gia đình thì cảm xúc của mình rất là mạnh và rất là khó để mình điều vào cảm xúc. Ừ. Nhiều lúc nãy thầy có chia sẻ về câu chuyện của thầy thì thực ra lúc đấy em rất là xúc động và em cảm, vâng. cảm giác như nếu mà em đi sâu vào câu chuyện đấy ừ. thì chắc chắn là em sẽ khóc và em sẽ không thể tiếp tục được cái cuộc phỏng vấn này với thầy cảm nữa. Thức. Mình phải rất vâng. là trung thực với cảm xúc của mình vì các em các bạn trẻ bây giờ cũng rất là thẳng thắn và trung thực với cái vâng. cảm xúc của chính các bạn ấy. Chúng ta không nên đóng kịch và có một cái điều này nữa đó là hôm vừa rồi dạy trong lớp tham vấn thầy có nói rằng vấn đề biểu lộ cảm xúc nhiều khi cũng phân biệt giai cấp <laughs> có nghĩa rằng người lớn tuổi hơn người đóng vai cha mẹ hay là ông bà sếp người có nhiều tiền người có chức ở trong xã hội họ có quyền biểu lộ sự tức giận Đúng. trong khi những người trẻ những người nhỏ con cái thì không được biểu lộ sự tức giận như vậy phải chăng việc biểu lộ cảm xúc cũng có giai cấp <laughs> cho nên chúng ta cứ sống thật với cái cảm xúc của chúng ta rồi từ từ chúng ta hóa giải <laughs> vâng những cái chia sẻ của thầy nó em cũng nhớ đến một cái triển lãm gần đây ở um, bảo tàng phụ nữ đây là ừ. một câu đựng trời trong cơi đựng trầu và trong đấy thì uh, đó là một tổng hợp của rất là nhiều những cái tác phẩm nhỏ ừ. và trong đấy có một tác phẩm là có một nghệ sĩ uh, chị ấy quay lại cảnh ba người phụ nữ khác nhau thể hiện ừ. sự tức giận ừ. và sự tức giận nó cứ tăng dần từ việc là nhăn mặt Nhau mày cho đến việc là họ hét Họ đập phá Và đúng lúc em tới xem thì lại có Một gia đình khác đứng ngay đằng trước ừ. Và à, gia đình này có cả Bố, cả bà Và cả cha mẹ thì em thấy ừ. rất là thú vị Trước cái phản ứng của mọi người Người bố thì có vẻ là hơi cảm thấy kỳ cục hơi cảm thấy khó chịu ừ. bởi vì em dường như là em cảm giác là rất là hiếm khi họ được nhìn thấy cái cảnh tức giận của người phụ nữ trong gia đình ừ. còn các chị em thì có vẻ rất là hả hê người <laughs> mẹ thì gật đầu ạ ừ um, đúng họ, họ rất là thoải mái khi họ nhìn thấy cảnh một người phụ nữ được quyền biểu lộ sự tức giận của mình ừ. Đấy, em thấy rất là thú vị ừ. vâng và không biết là trong suốt cái tiến trình trưởng thành của một người thì chấn thương tâm lý có thể ảnh hưởng tới tính cách cũng như là tới con người và những cái yếu tố khác nhau, những cái yếu tố tâm lý khác nhau của người đó như thế nào ạ? À? Đây là một cái vấn đề tưởng là chỉ nói tới cái hậu quả của chấn thương tâm lý nhưng mà thực sự nó quan trọng hơn để cho có thể có những cái người mà tự nghĩ rằng tôi rất là mạnh mẽ, tôi không hề bị chấn thương tâm lý, bố mẹ tôi đối xử với tôi rất là À, theo quan điểm hiện nay rất là tệ như là đánh đập la mắng tôi thậm chí là ông ba bận nhưng mà tôi lớn lên tôi vẫn ngon lành tôi vẫn bình thường trong một kép vân vân thì để họ hiểu hơn thật sự đó chấn thương tâm lý nó ảnh hưởng tới rất là nhiều khía cạnh của chúng ta ừ. đầu tiên đó là nói tới vấn đề cảm xúc đó là những cái overwhelming emotion họ sẽ có những cái cơn mà cảm xúc và chịu đựng không nổi thí dụ như À, xem một cái cuốn phim một người khác xem có phân cảnh buồn chẳng hạn họ có thể buồn trong một cái thời gian ngắn rồi họ trở về bình thường tức là cái khả năng emotion emotional resilience khả năng phục hồi cảm xúc của họ rất là tốt nhưng mà một người này có thể xem một cái cảnh nào đặc biệt là nó liên nó liên quan có nét giống với những cái bạo hành đó đã bị trải qua đó thì họ sẽ bị ám ảnh nhiều ngày hơn mà từ khi họ ám ảnh họ không ý thức được cái cảnh đó Họ chỉ thấy là sau khi xem cái phim đó tự nhiên sao họ mệt quá Họ mắc ói hay là họ chóng mặt Và mấy ngày sau cơ thể họ giống như bị rút hết năng lượng Hay là một cái từ thời thượng là tụt mút chẳng hạn à. Đó là một cái, cái hiệu ứng về cái gọi là những cảm xúc tràn ngập có thể xảy ra Thứ hai đó là những cái mặc cảm đánh giá thấp về bản thân mình Thí dụ như mình Họ học rất giỏi, rất thành công trong cuộc sống nhưng họ không bao giờ thấy đủ tự trách mình rất là cái low self esteem cái lòng tự tín tự tôn rất là kém luôn luôn thấy mình không đủ vậy nỗ lực rất cao mà thấy mình không đủ cái thứ ba có thể là về cái vấn đề nhận thức thì rất là thú vị là có những cái trường hợp nói chuyện thú vị này là một cách nói mà thôi chứ còn nó thật sự là đau đớn là có những cái trường hợp mà tất cả các dạng kiết nó đều bị ảnh hưởng như em biết đó, là trong ký ức dài hạn chúng ta có thể chia ra là ký ức về tình huống episodic memory, ký ức về ngữ nghĩa semantic memory và có thể là trong cái ký ức ẩn tàng cái implicit memory đó, nó còn có cái procedural memory thì đau đớn thay đó là cái việc mà trauma đó chấn thương tâm lý nó ảnh hưởng tới tất cả ở những mức độ khác nhau và dạng khác nhau. Thí dụ như về ngữ nghĩa có thể quên từ khó khăn trong việc viết lách diễn tả ý tưởng đặc biệt là những cái câu chuyện có liên quan ít nhiều tới vấn đề chấn thương tâm lý episodic memory có một cái trường hợp mà thầy vẫn kể thường xuyên có một cô bạn là nhớ cái cảnh mình ngồi chơi với đứa em nhớ tả cả âm thanh ánh sáng xung quanh vào thời điểm đó nhưng mà khi chỉ nhớ tới bà mẹ bước vào phòng và đánh mình thì sau đó không nhớ gì cả không hiểu tại sao đánh đánh như thế nào dùng roi như thế nào không nhớ gì hết và không chỉ những cái sự kiện như vậy mà có những cái khoảng trống trong ký ức gần như biến mất họ không không biết là giai đoạn đó họ đã sống như thế nào và procedural memory là cái mà uh, được hoạt động bởi cerebellum tiểu não vùng cuốn não vân vân nó cái đã ăn sâu vào cái cơ chế phản uh, bản năng của con người có thể gọi gọi như vậy đi thì đó là nó cũng có thể ảnh hưởng những cái đứa trẻ nó có thể đạp xe đạp kém hơn, lọng cầm, bơi lội hay là tập một môn thể thao mà đòi nhiều kỹ năng, phối hợp tay chân, tay chân nó phối hợp rất là vụng về. Và năm trong cuộc sống nó có thể dẫn tới những cái biến thái mà chúng ta gọi là rối loạn về tính cách, tức là personality disorder đó với những cái đến tết những người mà hay nổi giận một cách thái quá thường thuộc múa buồn bã thái quá hay vân vân hay có những cái triệu chứng mà voi đến tránh né đó là nói nhớ những cái mà vấn đề tâm lý nó bây giờ nói tới thể chất chẳng hạn thì em có biết nó có một cái chứng gọi là mis misophonia misophonia là những người bị chấn thương tâm lý họ có thể không thích nghe một dạng âm thanh khó chịu cái mỗi lần nghe âm thanh đó là họ run lên người mắt ói vân vân khó chịu nếu ở cái mức cực độ như vậy còn ít hơn thì họ là không thích nghe họ nghe họ khó chịu misophonia đó rồi những nghiên cứu em nhớ cái nghiên cứu của CDC à, tức là trung tâm phòng chống tật bệnh tại Hoa Kỳ đó, về cái gọi là adversity circumstance những cái trẻ trẻ mà phải gặp những hoàn cảnh khó khăn đó tức là trauma chấn thương đó. lớn lên những cái bệnh về hệ tuần hoàn này hệ hô hấp này và thậm chí nguy cơ bị cancer tức là ung thư cũng cao hơn những đứa trẻ không bị những nghịch cảnh đặc biệt là chấn thương tâm lý ừ. cho nên đó là những cái hậu quả lâu dài và kể cả ngắn hạn của chấn thương tâm lý mà chúng ta phải cần nhắc em thấy đây chia sẻ rất là nhiều và dường như là nó vẽ ra một cái bức tranh nó rất là rõ ràng về ảnh hưởng của chấn thương tâm lý lên mỗi người ừ. bởi vì em nghĩ rất là dễ để một bạn trẻ hoặc một ai đấy nhận diện đọc cái mô tả về chấn thương tâm lý và nhận diện là à tôi đã từng trải qua những cái này và tôi có những cái biểu hiện này nhưng để thật sự vẽ ra được một cái bức tranh toàn cảnh là à nó đang ảnh hưởng đến những cái yếu tố nào trong đời sống của tôi để từ đấy tôi có cách giải quyết phù hợp với từng yếu tố một thì em nghĩ là rất là khó để các bạn có thể hình dung được. Thế nên là qua những cái chia sẻ của thầy thì em hy vọng là các bạn cũng nhìn nhận rõ hơn được về những cái ảnh hưởng của thương tâm lý lên bản thân mình. Ừ. Và ở đây thầy muốn nhấn mạnh vâng. một cái điều như điều như thế này nè Những bạn mới biết về tâm lý thì thường hay tự chẩn đoán cho mình. Vâng. Cho nên đừng nghĩ rằng à, mình có vài cơn buồn là mình đã là trầm cảm hay vân vân. Nhưng mà phải kiếm một cái chuyên gia để mà chẩn đoán. Tuy nhiên trong cái trường hợp là chấn thương tâm lý đó thì nó không có đơn giản để mà đánh, đánh giá chấn thương tâm lý để mình đưa ra một cái rối loạn thí dụ tại vì đó rối loạn mà chấn thương um, phức tạp đó, complex trauma cho tới bây giờ vẫn chưa được đưa vào cái cẩm nang chẩn đoán và thống kê Ồ. về các bệnh tâm thần cho nên đó, nó sẽ khó cái vấn đề chẩn đoán tuy nhiên chúng ta cứ nhận diện thấy cuộc sống của chúng ta đã trải qua những cái nghịch cảnh như thế nào chúng ta đã bị bạo hành đã bị bỏ rơi như thế nào và vấn đề nữa đó là có thể những hành vi của uh, hành động của bố mẹ nó rất là nhẹ nhàng so với một ông hàng xóm chẳng hạn đối xử với con của ông nhưng mà nếu chúng ta có những cái triệu chứng nặng nề như vậy đó, thì cũng đừng tự trách mình là mình yếu đuối hay gì cả mà... cái hệ thống thần kinh của mỗi người khác nhau cái khung nhận thức của mỗi người khác nhau quan niệm khác nhau cho nên nó dẫn tới những cái hậu quả khác nhau và mình chú ý tới những cái hiện tượng đó để mà cố gắng mà chữa lành cho chính bản thân mình thì tốt hơn đó à. ừ. và em nghĩ là với các bạn đặc biệt là các bạn ở tuổi vị thành niên thì rất là khó để các bạn tránh được những cái mặc cảm về bản thân mình là một ừ. hoặc là những cái cơn cảm xúc lên lên xuống xuống ừ. như là thầy vừa mới mô tả là một phần của các triệu chứng của chấn thương tâm lý trong những trường hợp này thì làm thế nào để các bạn thật sự phân biệt được và biết xem là à tôi đang gặp phải vấn đề gì và tôi nên đi tìm kiếm chuyên gia về vấn đề gì ạ à? hoặc là đối với bạn mà đối với các bạn mà chưa có cơ hội và chưa có đủ điều kiện tài chính để tìm kiếm với chuyên gia thì các bạn có thể lên mạng và tìm những cái phương pháp để tự chữa lành cho bản thân mình ạ. Thầy nghe tới chữ lên mạng mà tự tìm phương pháp thì <laughs> hại quá. Tại vì đặc biệt nếu nói rằng cái thông tin tiếng Anh nó đã rối rồi cái thông tin vâng. về những vấn đề này à, bằng tiếng Việt nó còn rối hơn nữa vâng. và cái độ tin cậy nó cũng thấp nữa. Ừ. Tuy nhiên mình có thể nói một cái điều như thế này là à, đừng tự chẩn đoán chính mình nhưng à. mà không phải nhất thiết cái chuyện gì là cũng phải là phải vội vã chạy đi kiếm chuyên gia nếu như nếu mình không có cái điều kiện à. điều quan trọng đó là tập à, những thực hành những cái việc tìm cho mình những cái giây phút bình an ở trong cuộc sống à. hân hưởng những cái giây phút như vậy à, tập thể dục nhiều hơn giảm thiểu vấn đề căng thẳng à, nếu có điều kiện thì hòa giải với những mối quan hệ nào đó mà mình thấy đã có những cái trục trặc trong quá khứ vâng. nhưng mà cũng là yếu thì đừng có ra gió vâng. thí dụ đang gặp những cái mối xung đột với cha mẹ quá nặng nề thì cũng nỗ lực hòa giải nhiều khi nó là đem tới những cái chấn thương nặng nề hơn vâng. thì trong trường hợp như vậy thì tránh đi lại là cái chuyện cần thiết ừ. đó nhưng mà tự chăm sóc chính mình thương yêu chính mình vâng. đó là cái khởi đầu để mà mình có thể tự chữa lành cho mình vâng. và mình ý thức được những cái gì mình đang trải qua đó vậy và nhớ rằng là cái việc mà mình cấu tạo của mỗi người nó đều khác nhau cho nên có thể một người nào đó gặp những cái hoàn cảnh nó tương đối nó nặng nề hơn mình nhưng mà không bị chấn thương nhưng mà cũng chú ý tới những cái trường hợp mà mình gọi là hidden effect of trauma tức là những cái hậu quả ẩn tàng của chấn thương và mình không chú ý thì mình phải lên cũng đừng tự cho là hoàn toàn tôi không bị những cái chấn thương đó nó phức tạp ở cái chỗ đó ừ. và cái sự khác biệt nhau chẳng hạn như phụ nữ đó người ta thấy rằng cái nguy cơ bị chấn thương gấp hai gấp ba lần đàn ông đàn ông trong khi gặp một cái sự đe dọa tới sinh mạng thì họ cái phản ứng của họ sẽ là chiến hay biết trong khi phụ nữ đó thì dùng một cái từ đó của uh, của một chuyên gia tâm lý ở California thầy không nhớ tên gì và cũng thập niên 90 đó là tend à uh, or befriend, tender and befriend. Ừ. Ừ. Tức là lúc đó họ sẽ có khuynh hướng là bảo vệ, nếu ừ. đã là mẹ thì bảo vệ con cái, bảo vệ gia đình của mình. Bảo vệ những người thân của mình. Ừ. Và thứ hai nữa là befriend thì họ sẽ tìm các mối liên kết hỗ trợ từ cộng đồng, tức ừ. là từ người bạn của họ cho nên thấy phụ nữ nếu lúc đó mà tám chuyện nhiều hơn thì nên thông cảm đó là cơ chế rất tự nhiên của phụ nữ befriend mà vâng. đó để mà giải hóa giải những cái chấn thương đó thì phụ nữ sẽ tập trung vào emotional focus trong cái biện pháp giải quyết vấn đề chấn thương à. họ sẽ là tập trung về làm sao để hóa giải những cảm xúc này vâng. trong khi đàn ông sẽ có khuynh hướng là problem focus họ sẽ nghĩ là làm sao để giải quyết cái điều kiện những cái tình huống này à. cho nên mỗi người tiếp cận khác nhau cũng đừng cho phụ nữ là yếu đuối hay là là à, dễ bị tổn thương vì yếu đuối về tính cách đó dĩ nhiên ông khác đàn ba qua à. bao nhiêu ngàn năm tiến hóa cơ chế sinh lý khác nhau gen khác nhau này nọ vân thì nó phải khác nhau thôi à. Với đây là ừ. một cái điểm rất là hay để giả sử mà có cặp đôi nào cả hai người đều có chấn thương tâm lý một người là nam một người là nữ thì cũng biết cách ứng phó với nhau trong những cái trường hợp mà bị kích hoạt để người nữ cũng sẽ không tránh người nam Và đấy anh toàn chỉ đưa ra cách giải quyết thôi còn người 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 nam thì lại không biết vì sao người yêu mình lại cần nhiều sự chú ý về mặt cảm xúc như thế thế phiền quá đi hãy nghĩ những cái chia sẻ của thầy rất là thú vị dạ. à, Thì nó chỉ dựa trên khoa học thôi nhưng mà có một cái điều là nghĩ tới viễn cảnh mà hai bạn trẻ cùng bị chấn thương tâm lý sống chung với nhau thì quả thật là quả thật giống như là một trái bom nổ chậm để trong nhà dĩ nhiên thì tôi không khuyến khích là các bạn trẻ ngoài kia là trước khi chọn một anh gấu nào đó hay một cô mèo nào đó thì phải dùng một cái bản kiểm xem coi là đối tượng của mình có bị chấn thương tâm lý rồi hãy chọn làm người yêu nhưng phải ý thức rằng nếu các bạn đều đến từ những cái gia đình mà có nguy cơ các bạn nghĩ các bạn có nguy cơ bị chấn thương tâm lý về những cái bạn ảo hành hay là sự phó mặc cảm xúc của từ bố mẹ hay từ điều kiện sống đói nghèo vân vân những yếu tố khác chiến tranh vân vân bố mẹ nghiện rượu ở vân vân thì đó là những cái yếu tố nguy cơ risk factor thì phải tìm cách để chữa lành cho mình và cẩn thận hơn trong giao tiếp với người yêu của mình <laughs> để đừng biến phổi cái cuộc nói chuyện nhiều khi chỉ bình luận là con chó hay con mèo chạy ngang nó có đẹp không đẹp của biến thành một cái cuộc cãi lộn và làm đau khổ cho cả hai. Vậy dạ. thì <laughs> không biết là khi một người trải qua cái tiến trình chữa lành những chấn thương tâm lý thì họ sẽ trải qua những giai đoạn nào ạ? À? Ừ. Có một cái thú vị là rất nhiều cái um, tiến trình được đề ra bởi giới khoa học chẳng hạn như giai đoạn đầu tiên nó sẽ là vấn đề thông hiểu thông hiểu recognize đó rồi cái vấn đề đó là thiết lập một cái môi trường an toàn rồi tới cái giai đoạn chữa lành rồi giai đoạn trở lại là kết nối với những mối quan hệ cũng có một cái mô hình khác họ mượn cái mô hình thương tiếc tức là reprocess nhưng mà họ thêm hai phần nữa tức là mô hình mà đau buồn do mất mát hay còn gọi tắt là thương tiếc đó nó năm giai đoạn thì họ thêm hai cái giai đoạn giai đoạn đầu và giai đoạn cuối. À, không biết các bạn à, ngoài kia đang theo dõi chương trình này nhớ tới cái mô hình thương tiếc, tức là khi chúng ta mất mát một cái gì quý giá trong đời sống của chúng ta, nó có thể là một cái giá trị sống, một à, tài sản và có thể là một, cả một con người thì chúng ta đều đi qua các giai đoạn đầu tiên đó là denial, tức là từ chối, phủ nhận, tối bị về đâu chuyện sao ảnh mới gặp ngày hôm qua mà ảnh lại chết rồi, vân vân mất rồi, tôi rồi xong rồi đến là cái giai đoạn có thể là à, mặc cả đó rồi tức giận rồi à, à, đau khổ rồi làm hòa Rồi khi đó cuối cùng mới là chấp nhận năm giai đoạn như vậy không biết thầy đã kể đủ năm giai đoạn chưa denial bargain uh, anger uh, depression hình. và ừ. cuối cùng là acceptance là năm giai đoạn thì khi đưa vào cái mô hình mà năm cái tiến trình, năm cái giai đoạn của vấn đề chấn thương tâm lý, họ thêm cái đầu là cái shock, tức là khủng hoảng bị shock. rồi xong đến đó là denial, cho rằng mình không bị shock, cho mình không phải là đã bị trauma à, bố mẹ thương yêu mình lắm mà, vân vân. đó, rồi tới giai đoạn mặc cả, giá mà mình tốt hơn thì bố mẹ mình đã không la mình, không đánh mình như vậy, giá mình hiền lành hay là nói chuyện với ông cậu thì ông cậu đã khâm sông hại tình dục của mình như vậy, chẳng hạn như vậy. Rồi đến giai đoạn tức giận. Giai đoạn tức giận là tại sao họ đã làm như vậy. Có khi tức giận trời, tại sao số mình như vậy, tại sao thượng đế đã làm một mình như vậy. Có khi tức giận không hướng về ngoài, ngoài không hướng về một ông trời hay cái nghiệp nào đó, nghiệp số nào đó là hướng vào chính mình. Tại sao mình đã để chuyện đó xảy ra? Tại vì mình làm thế này thế kia, bố mẹ ly dị chẳng hạn hay bố mẹ mới là tức giận đối với mình và đánh đập mình đó là tự chuyển hướng cái tức giận vào trong rồi sau đó là giai đoạn trầm cảm và cuối cùng và đến chấp nhận chấp nhận là mình đã bị chấn thương tâm lý thì sau cái giai đoạn chấn thương tâm lý chấp nhận đó mới tới giai đoạn chữa lành đó thì nó là trong ứng dụng cái mô hình mà grief uh, process đó, tức là cái tiến trình mà mất mát đau buồn và mất mát hay là tiến trình thương tiếc đó thì nó có thêm cái đầu và cái cuối em thấy trong tất cả sáu cái bước mà thầy vừa kể ra thì có lẽ cái bước tức giận và bước depression tức là trầm cảm là hai bước có cái mức độ cảm xúc nó mạnh mẽ và nó gây ra nhiều sự khó chịu nhất còn em cảm giác như là a à, và cả đương nhiên là cả giai đoạn đầu là shock nữa ừ. và shock ở đây có phải là cái sự bàng hoàng khi nhận ra là à hóa ra là từ trước đến nay mình đã trải qua thứ gọi là bạo ừ. hành hay là thứ gọi là chấn thương tâm lý không ạ? đúng rồi à. bạo hành vâng. à, bàng hoàng tê liệt vâng. vâng tê liệt cả về thể chất cái triệu chứng năm đó vâng. năm ừ. về cảm xúc tê liệt về cảm xúc lẫn là thậm chí là tê liệt về thể chất vâng. đó vậy và à. đúng rồi cái mà tức giận và đau buồn đó ừ. depression trầm cảm đó là thấy rõ rệt nhất nếu vâng. nhưng mà cái tiến trình này nó không đi thẳng như vậy đi ừ. đâu và nó ừ. có thể kéo dài rất là nhiều năm à. có những cái giai đoạn nó sẽ dài hơn những giai đoạn khác có nhiều người họ đi qua cái ba gân mặc cả hay là giai đoạn sốc rất là ngắn họ đi vào thẳng luôn cái đau đớn cái ừ. trầm cảm và có khi nó lộn trở lại nữa vâng. Ừ. mình tỉnh thức ý thức được những cái đó thì mình có thể giải quyết được hiệu quả hơn và biết mình đang ở trong cái giai đoạn nào Vâng, ừ. thì không biết là trong cái giai đoạn Mà mình thấy rõ nhất Đấy là tức giận và trầm cảm Thì mình có thể làm gì để mình có thể trải qua Những cái giai đoạn này một cách nó nhẹ nhàng hơn Để, để kiếm chuyên gia tâm lý <cười> 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 Chắc chắn là Chắc chắn là những cái bài học miễn phí Nó cũng có cái nguy hiểm là thật sự vấn đề tâm lý Nhiều người thầy thấy là họ xem Uống một viên thuốc thì họ thì có thể ngần ngại vì họ nghĩ rằng uống không biết có những cái phản ứng phụ nào hay không nhưng mà là nghe những lời khuyên của những chuyên gia tâm lý trong hoạt kép thì họ lại rất là dễ dàng áp dụng vì họ nghĩ là nó vô hại nhưng mà thật sự nó cũng có những cái tác hại không kém vâng. nó định hình lại cái khung nhận thức của người đó và định hình lại cái tương giao của người đó với chính bản thân họ và đối với những người chung quanh trong vâng. mọi cái quan hệ nữa cho nên À, những cái lời khuyên hay là những cái lời mà mách bảo của các chuyên gia tâm lý để chữa bệnh đó, thì chúng ta cũng cần cẩn thận tương đương với Đúng. những cái lời chỉ dẫn mà trong một buổi cocktail khi ông bác sĩ nó ở à, em bệnh đó thì về uống thuốc đó ở đây quay trở lại chúng ta có thể làm được gì thật sự á như khi nãy thầy cũng có nói nhắc qua một cái điều đó là chúng ta đầu tiên chúng ta phải ý thức là chúng ta đang bệnh Đúng. cứ gọi nó là bệnh đi mặc dù một số người sẽ không thích cái điều đó và gọi đây là rối loạn. Mình cứ gọi là bệnh. Nó disease. Trong cái tiếng Anh disease. Ease à. cảm thấy thoải mái. Ừ. Cảm thấy có thoải mái nhẹ nhàng. This, this is disease. Ừ. Tức là trạng thái nó không phải ease thôi chứ có gì đâu. Thì nó là một cái trạng thái đó. Ý thức mình đang có. Không nhất thiết phải label nó là tôi bị rối loạn này, tôi bị rối loạn kia. Nhưng mà biết là mình đang đau khổ, mình không mình làm. À. Thứ hai là ý thức là cần tìm kiếm sự hỗ trợ và chữa trị thứ ba đó là nếu mà có thể giải quyết được cái tình huống thì giải quyết được tình huống đối với, đặc biệt là với đàn ông khi mà thầy nói là đàn ông rất thích giải quyết vấn đề tình huống thì nếu giải quyết được thì không giải quyết nhưng mà chú ý nếu mà tâm hồn của mình đang đầy sự tức giận hay là thậm chí trầm cảm là cái cách thứ mà mình giải quyết vấn đề nhiều khi nó cũng nhúng rất nhiều màu tiêu cực ở trong đó và dẫn tới những cái khủng hoảng lớn lao hơn Vâng. Nhưng cái cho là giải quyết được đi đó. Rồi, nếu không thế thì chăm sóc là chính mình. Đừng nghĩ như vậy là ích kỷ. Hãy biết chăm sóc chính mình. Chăm sóc chính mình đó, nó từ chỗ là dành thời gian cho chính mình. Dành thời gian cho chính mình đó, nó chia ra trong đó. Thầy có cái tật là đầu óc rất là thích. dàn bài chặt chẽ 1, 2, 3, 4. Chăm sóc chính mình cái điều đầu tiên đó là chăm sóc thân thể chính mình. Đầu tiên là tập thể dục và thậm chí có thể làm đi massage đi nếu mà mình không tự tập thể dục thì mình nhờ người khác tập thể dục cho mình là massage đúng không ạ massage thái chẳng hạn người ta bẻ tay bẻ chân mình <cười> <cười> là mọi thức tập yoga thế <laughs> cho mình cho còn gì nữa hay là những cái thầy đã giúp cho những bạn mà vừa qua những cái căng thẳng thậm chí có những cái chấn thương nhẹ bằng cách là đi gội đầu đi đi làm móng tay móng chân đi phải biết chăm sóc cho mình những cái đó vâng. những cái thú vui đó và nếu là phụ nữ thì hãy đi làm với nhau. Và... Đi làm với con gái của mình, đi làm với mẹ của mình, đi làm với chị em của mình. Tại vì cái cảm giác nằm cạnh nhau, cũng chia sẻ những cái câu chuyện này nọ vân vân á, nó rất là cần thiết. Và khi đó cần được chăm sóc thể chất. Có một cái mà thầy đề nghị thì chắc là nhiều người sẽ cảm thấy rất là kỳ lạ là lao động đi. <laughs> chúng ta có một thời chúng ta nghe tới chữ lao động chúng ta quá sợ thay vì lao động là vinh quang mà lang thang là chết đói Như cái thời thầy cái câu thành ngữ mà thầy lúc lớn lên thường nghe thì là những cái việc chăm sóc cây cối à. trồng trọt à, chăm sóc một chú mèo à, vâng hay là thậm chí nếu có sức khỏe cuốc một cái mảnh đất để trồng những cái cây hoa có một cái tác phẩm mà viết cho tuổi trẻ của chị như trân thầy cũng rất là thích có tên là à, nếu buồn hãy đi tưới một cái cây thí dụ như vậy ừ. cái đó thì gọi là lao động vâng. ừ. và bạn em không biết em có bao giờ nhớ tới những cái buổi chiều mà em thức dậy mà em thấy buồn ấy em đi lục loại đồ cũ ra ừ. đó sắp xếp lại vâng. vân vân rồi về hồi tưởng nó có tác dụng rất là tốt đó là về vấn đề thể chất về vấn đề tinh thần á, mình chú ý tới những cái lúc mà cảm xúc của mình tuôn trào những câu chuyện thẻ viết ra ừ. dùng journal mà... journaling như một cái phương tiện để hóa giải những cái chấn thương. cái journaling bây giờ trong journaling á, mình sẽ tập cái cái là khi mình viết ra mình dùng từ cho thật chính xác để mô tả cảm giác, cảm xúc, nhận thức hay gọi là cyber của mình. cyber mà mình có là sensory cảm giác, images hình ảnh, b behavior a affective tức là tình cảm, b là hành vi và cuối cùng chữ em là ý nghĩa mà mình ban cho tất cả những cái đó. Thì journaling ấy, khi mà mình viết như vậy thì chắc là em cũng đoán được là mình đã gia tăng cái tự thức self-awareness của mình lên. Nối kết được những cái yếu tố thầy vừa kể cyber đó với nhau. Tại vì khi mà bị uh, chấn thương, ấy, một trong những vấn đề mình dễ bị là thí dụ memory loss như thầy kể khi nãy. Nó liên quan tới cái là bị tình trạng phân ly tức là disassociation. Thì khi mình viết journaling và mình nối kết những cái đó thì mình đã kết nối những yếu tố đại lên với nhau để overcome cái disassociation giảm thiểu chống lại cái việc mà phân ly giữa những cái trạng thái đó nó rất là có giá trị hoặc đi khiêu vũ đi các bạn trẻ nghe tới cái khúc này hấp dẫn với bạn đi khiêu vũ đi khiêu vũ tự do lại càng là biểu lộ cái nội tâm của mình qua những cái vũ điệu chuyển động của cơ thể Vâng. thầy không nói là lên đồng đi cái đó để cho các bác lớn tuổi nhưng mà đối với trẻ mình vẫn có thể đó đi cái vụ đi nhảy múa vân vân và hãy nhìn nó như một liệu pháp chứ đừng vâng. nhìn nó như một cái tìm quên hai cái đó khác nhau vâng. nếu mà mình cứ đi xa đà để mình nói là tôi tìm quên tôi đau khổ quá thì nó cách thức cái còn ở đây là mình hãy vung vẩy nhảy múa vâng. để mà giải tỏa những cái năng lượng bị kìm nén vì bị chấn thương tâm lý vâng. đó còn dĩ nhiên tốt nhất nếu có gặp được một cái chuyên gia mà chuyên về chấn thương tâm lý họ có thể dùng nhiều cái phương pháp và nhiều trường phái khác nhau để hỗ trợ mình. Vâng, ừ. à, bản thân em cũng là một người thực hiện rất là nhiều những cái phương pháp trong những cái phương pháp thầy vừa kể ra ừ. và em cũng khá là may mắn bởi vì dù ừ. bản thân em cũng đã trải qua những cái chấn thương tâm lý nhất định nhưng khi em thực hiện những cái phương pháp đấy thì em nhận được cái sự hỗ trợ rất là lớn từ gia đình bởi vì gia đình em cũng lắng nghe những cái podcast em làm cũng đọc những cái bài viết em chia sẻ tuy nhiên là em rất là buồn khi em nghe những cái chia sẻ của các bạn gửi về cho facebook của em chẳng hạn các bạn ấy nói là rất là khó để các bạn ấy tiếp tục làm những cái thứ các bạn ấy đang làm khi mà các bạn về nhà các bạn vẫn đối diện với bố mẹ các bạn ấy mắng chửi thậm chí là chửi rủa các bạn ấy rất là đau thì trong những cái trường hợp này thì các bạn sẽ có có thể tìm kiếm những cái hy vọng để chữa lành ở đâu ạ? Ừ, cái chuyện đó là một cái thực tế và có một cái điều như thế này à, trong vấn đề điều trị tâm lý đặc biệt là vấn đề nghiện chẳng hạn chúng ta đều biết rằng á, bây giờ mình chữa cho một người tức là mình cai nghiện cho một người có thể cai nghiện video cho tới là ma túy à. nhưng khi cái điều kiện bối cảnh của người đó vẫn còn tồn tại Nó tồn tại Nó không phải chỉ là những cái trigger Những cái thứ nó kích hoạt Lên cái bạn trại đó Hay là cá nhân đó Hay là thân chủ đó Và còn ở chỗ Nó tiếp tục Cái môi trường nó tiếp tục nuôi dưỡng Vì môi trường đó là nguyên nhân đó. Thì quả thật là khó Người đó đã được ca nghiện Người đó đã được chữa trị Nhưng thả về môi trường đó Thì họ là bị lại Có thể chúng ta có thể làm gì cho cái chuyện đó nói quả là một cái điều không dễ dàng. Thầy nghĩ chỉ có một cái điều là việc gì chúng ta không thể làm một mình, thì chúng ta hãy làm với những người khác nhau. Wow. Nói theo kiểu uh, các Marx là vô sản thế giới đoàn kết lại, <laughs> những người khổ đau hãy đoàn kết lại, các em hãy đoàn kết lại để giống lên cái tiếng nói của mình, wow. để nói với cha bố mẹ và nói bằng sự thành tâm và thương yêu thật sự, hiểu rằng bố mẹ mình một á là nhận thức không đủ, cho nên họ không thấy được đúng sai trong cái cách dạy con và cái dạy theo kiểu cha truyền con nối thế hệ trước đánh đập la mắng thì thế hệ này đánh đập la mắng. Nhưng mà nói như vậy thì mình sẽ thấy là tại sao có những cha mẹ cũng từ thế hệ trước họ cũng rất là uh, bảo thủ trong nhận thức nhưng mà họ là không làm chuyện đó. Thì cái đi cái, cái cái nguyên do kế tiếp phải xem con là bố mẹ cũng đã trải qua những chấn thương hay không, khi mà họ cũng khổ đau họ cũng đã từ bị mắng nhé chẳng hạn như trong cái phim mà đêm tối rực rỡ của cặp vợ chồng Aaron và Toronto và Nhã Uyên đó Lý Nhã Uyên đó. thì có cái chuyện là đứa con nói tại sao bố mẹ lại là làm vậy con thì thì ông bố lại nói là thời xưa ông nội mày cũng làm với tao như vậy tao đâu có sao ừ. đó là cái sự vô minh của thế hệ trước thì không có nhận thức nhưng có một yếu tố đó là vì họ khổ đau cái nỗi khổ đau của thế hệ này mình đổ lên cái thế hệ thế hệ sau ừ. Bằng cách trút ra và mình có thể mơ hồ nghĩ rằng là làm như vậy thì giảm nhẹ nỗi khổ đau của mình. Không biết các em ngoài kia có bao giờ nghe thấy là là, là bố mẹ của mình sau khi đánh mình, không nói, thậm chí đang khi đánh mình lại nói là mày có biết tao khổ lắm không? Họ nói thật đó, chứ không phải họ nói giả đâu. Để mình hiểu rằng đó, là rằng là cái thế giới này, cái, cái cả thế hệ những kẻ thủ ác họ cũng ở mức độ khổ đau, mức như thế nào. Cho nên cái hành trình của các bạn khi mà nói đoàn kết với nhau không phải là để chống đối, để chống phá, để mà hành hạ bố mẹ bằng những cái lời gọi là đến nỗi bố mẹ nói bây giờ mày muốn làm bố mẹ tao à? <laughs> Nhưng mà đây là thầy thành lập những cái diễn đàn và để bố mẹ nói chuyện với con cái, những cái forum. Làm những ngày hội đó đi. Hiện nay thầy có phối hợp với một vài cái học trò của thầy và em cũng biết các chị đó để làm cái chương trình Family Connection Program vâng. tức là kết nối gia đình bố mẹ và con cái phải có những chương trình kết nối và các em cũng có thể tự làm những cái chương trình đó tạo điều kiện để kết nối vâng. đó và các em khác cùng ngồi thành vòng tròn lắng nghe một cái gia đình đang nói chuyện với nhau chăm chú cần một người chuyên gia tâm lý facilitate cái đối thoại đó chẳng hạn vâng. và chính bản thân em đã học tâm lý rồi em đã tốt nghiệp và cử nhân tâm lý ở anh ưu hạn thì nói thêm nhé. ngoài kia, thì em vẫn có thể học hỏi thêm nữa. men được mentor thêm nữa để em làm đóng vai facilitate điều phối những cái cuộc trao đổi đó đi. Phải sáng tạo và thầy tin là tuổi trẻ ngoài kia đủ sức sáng tạo để mà tạo cái nhịp cầu thông cảm này giữa bố mẹ và con cái. Chính chúng ta phải lên đường để chữa lành cho chính chúng ta và chữa lành cho bố mẹ chúng ta, tại vì bố mẹ chúng ta cũng cần chữa lành nữa. Đó không phải chỉ chúng ta đâu. Để cho cái nỗi khổ đau của họ đã giảm bớt hoặc là được hóa giải, thì họ sẽ không còn những cái cơn xung động mà họ không kiểm soát được nữa. Được. Và phải thương rằng chúng ta còn ba bốn chục năm, năm 60 năm trước mặt để cho chúng ta hóa giải và thay đổi. Bố mẹ chúng ta không còn bao nhiêu thời gian bao nhiêu để mà họ thay đổi và họ có thể đi đến cái chết gần cái chết mà sự thay đổi không còn thời gian để mà thực hiện thì cái khổ đau của bước vào cái thế giới bên kia hay những cái giây phút cận tử đối với họ là như nặng nề như thế nào vâng. ừ. phải thương để mà giúp họ cũng như thương chính chúng ta để giúp chính chúng ta ừ. vâng. và lúc nãy thầy có nhắc về phim đêm tối rực rỡ thì em rất là thích cái cảnh cuối cùng nhưng mà cái cảnh cuối cùng đấy nó lại xảy ra sau rất là nhiều những cái chấn động rất là nhiều những cái đau khổ dần vặt cả một cái đám ma nó bị phá hủy rồi nhà lại có người uh bị chấn thương uh -huh. và đến tận cuối cùng thì cả gia đình mới ngồi cạnh nhau và họ không nói một câu gì họ chỉ ngồi cạnh nhau thôi thì em rất là hy vọng mà bản thân cái podcast này nó cũng là một cơ hội để các bạn giao tiếp với bố mẹ các uh -huh. bạn có thể cùng bố mẹ ngồi nghe podcast này và đâu đấy à, hiện tại thì em thấy ở trên thị trường có rất là nhiều những cái bộ bài những cái bộ bài nhỏ nhỏ đi kèm những câu hỏi để uh -huh. bố mẹ có thể cùng ngồi trao đổi với con cái thì em thấy đấy là một cái cách rất là hay để mọi người hiểu nhau uh -huh. và và ừ. không biết là thế vậy bên kia của sự hàn gắn bên kia của nỗi đau sau khi kết thúc tất cả những cái chấn thương này thì nó sẽ là gì ạ làm thế nào để mình biết được là mình đã đi sang phía bên kia của chấn thương rồi ạ ừ. tưởng rằng là những điều khuôn sáo tưởng rằng là những cái mộng tưởng à, nó viễn vông nhưng mà may mắn thay nghiên cứu khoa học <laughs> cho chúng ta biết Đặc biệt là năm 1996, Research Tedeschi và Lawrence Calhoun là hai chuyên gia tâm lý đã đề ra cái khái niệm gọi là trưởng thành hay là phát triển hậu chấn thương (post trauma growth) và người ta nghiên cứu thấy rằng là người càng chấn thương nhiều thì sau đó vượt qua được đời sống họ lại tuyệt vời, họ đạt những cái phần phần thưởng rất là lớn trong đời sống tinh thần của họ hơn. Wow. Và phụ nữ, điều này là còn đáng mừng hơn nữa phụ nữ lại wow. là sau cái chấn thương tâm lý thì sống một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc hơn là sau phải nam giới. Wow. Thật sự là kỳ lạ phải không ạ? Kỳ lạ. Thì ông ta họ lập ra một cái bảng câu hỏi, nếu thầy nhớ không là một trăm hai mấy câu đó thì để điều tra thì nó có những cái khía cạnh như thế này là new new possibilities in life yeah. là cái người mà đã chữa lành chấn thương họ sẽ thấy thế giới cuộc sống của họ rất nhiều cái cơ hội mới điều thứ hai là họ thấy cái relationship cái quan hệ của họ với những người xung quanh nó mang một cái màu sắc mới và ý nghĩa mới thứ ba là họ cảm thấy rằng tìm được những cái sức mạnh những cái thiên khiếu mới ở trong con người của họ mà trước kia họ không ý thức được cái thứ tư là cái sự trưởng thành và thay đổi trong tâm linh của họ tâm linh ở đây đừng nghĩ là cúng kiến lễ bái cầu vong gì đâu tâm linh ở đây có nghĩa rằng ý thức sâu sắc về cái à, thân phận của mình ở trong cái đời sống như là một con người trong quần thể nhân loại hay là quần thể tất cả động vật và sinh vật đó là ý thức về tâm linh wow. và cuối cùng là cái họ cảm thấy những người đó thái độ và cái sự hân hưởng đối với cuộc sống của họ cũng nhiều hơn mỗi ngày thay vì tôi chọn một niềm vui thì mỗi ngày thực sự là một niềm vui đối với họ nhẹ nhàng vui vẻ và họ tiếp nhận cái thái độ tiếp nhận khổ đau cũng như là hân hoan rất là nhẹ nhàng và họ có một cái cuộc sống rất là sâu sắc đó là mặt trái của cái mà em nói là bên kia bờ không phải là ảo vọng nhưng mà bên kia bờ chấn thương tâm lý bờ khổ đau là ánh sáng cho nên chúng ta có quyền hy vọng và có lẽ đó là phần thưởng dành cho những người đã đi qua địa ngục để đến thiên đàng ừ. em cảm ơn thầy những cái gì chia thầy vừa chia sẻ thật sự nó rất là đẹp và nó rất là trọn vẹn và em hy vọng rằng cái số podcast này nó sẽ là một cái bước chân nhỏ nào đấy giúp các bạn có thể là nói để nói là vượt qua được chấn thương thì nó hơi to tát nhưng nó sẽ là một cái sự hỗ trợ cho dù là nhỏ nhất để các bạn có thêm sức mạnh và có thêm thông tin cũng như là có thêm công cụ để vượt qua những cái nỗi đau mà các bạn đã có trong quá khứ. Dạ, vâng em rất là cảm ơn thầy đã tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ. Ừ, vâng. Cảm ơn Kera à. à Thủy Trang à, cảm ơn uh, Spider Room nói chung và cảm ơn uh, chương trình Soul Society. À Soul Society <laughs> thôi cốt thêm chữ Soul được. Và cảm ơn các bạn uh, khán giả, đặc biệt các bạn khán giả thính giả trẻ tuổi đang theo dõi chương trình này ngoài kia và lắng nghe những cái chia sẻ của tôi. Xin cảm ơn các bạn dạ vâng ạ à, ừ. xin chào và hẹn gặp lại các bạn nếu như các bạn có bất kỳ comment hoặc là bất kỳ câu hỏi nào muốn được chúng mình tiếp tục trả lời cùng với các chuyên gia hoặc là cùng với các thầy phương biết đâu chúng mình sẽ có một số nữa với thầy thì các bạn để cứ để lại ở dưới phần comment nhé ok và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại